Còn anh Đại, hả? Lâu quá rồi không, trộn ngày này em cũng nghe mấy bài hát của anh. Ngoài đồng còn đám mà non, ruộng sâu chưa cấy mà em đi lấy chồng. Anh hát lại nữa cho mai này ai sẽ dẫn mình hát lại để mình được hát đu theo, ca sĩ mình có đu theo. Đầu bếp ngày hôm nay là một anh chàng rất dễ thương, đáng yêu, đó chính là anh đầu bếp Hoàng Khang, Hoa Kha. Dạ. Dạ chào anh Hoàng Kha. Sao đi khắp. Sao đi khắp. Sao đi khắp thưa quý vị. Có mi lèo má lợi. Má lèo. Gì vậy? Gì vậy? Là, em nói lèo giờ anh phải nói lợi hả? Không, đúng là nói lèo nói lợi. Có mi lèo má lợi, đấu trường ẩm thực, khoi luận. Trời, nãy giờ anh tưởng em. Ê, cái gì mà. Em nghe được chữ là cái gì khoai khoai cái gì đó. Ủa là anh biết nói tiếng Việt hả? Biết chút chút. À biết, à, biết chút chút. À, biết đó. Của anh là người gì? Anh là người Việt nhưng người sinh sống Việt tại Thái. Mà biết. Dạ, anh ở bên Thái Lan có biết bài hát nào về Thái Lan không? Cũng có nhưng mà ít hát lắm. Dạ, để mình học khúc được không? Được. Đó, được rồi kìa. Bơ khô ư chợt đê diễn xiến lo sai bẹp 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 và hãy lo. Tà bơ ni chợ đê diễn xiến chay bò qua. Ý nghĩa, anh tóm tắt ý nghĩa được không? À, cái bài hát đó có nghĩa là cái anh này thích cái cô gái đó mà không biết lấy cái số điện thoại như thế nào. Wow. Và trò chơi chúng ta được mang tên là chú khỉ già la cà qua cầu khỉ. Thì hai người chơi sẽ quá thân thành hai khỉ già. Đó. Ê, nó nghe nè, mình bỏ chữ sao được không? Không sao hết. Được không anh? Anh quá thân được không? Dễ. Dễ. Đâu khỉ gì sao? Rồi, hai người chơi sẽ để thăng bằng và để cái banh đây. Rồi đi ra giữa. Rồi tập trung nhúng cái thải cái banh vô kia. Tập trung chưa? Rồi. Rồi xin mời anh Đại. Đúng rồi. Sống dễ sợ luôn á. Hàng kia cố lên anh ơi. Gửi giày ha. Cố lên rồi để thăng bằng anh ơi. Đối thủ mà ủng hộ nhau quá. Cố lên anh ơi. Đúng rồi, thăng bằng. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Hát. Anh ơi, hết mất chương bài hết. Đi về, đi về. Chị lên lẹ. Chị chuẩn bị sẵn đi. Má ơi, má ơi. Ủa tại sao tự nhiên tôi mặc váy mà bắt tôi chơi trò này vậy trời. Tới đây được chưa? Rồi. Rồi. Hát. Hai. Thanh Lan 1 điểm. Cố lên anh Đại ơi, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Lên dĩa. Vô dụng. Lên nhưng mà lên dĩa. Tập trung. Tập trung quá bị mình, quá mình phải, mình phải rút kinh nghiệm. Đại. Sao vậy? Chơi sao vô dụng vậy anh? Không phải mắt anh hơi bị yếu. Yếu à? Ừ. Vậy chị Lan chiến thắng rồi, không biết chị sẽ chọn món ăn gì cho mình đây? Anh chọn món miếng á. Dạ, vậy món còn lại là món hủ tiếu. Hủ tiếu. Thuộc về anh Đại. Và bây giờ sẽ là phần thi của chị Lan với món gỏi miếng Thái. Thời gian bắt đầu. Yeah. Đấu trường ẩm thực. Đầu bếp ngày hôm nay là một anh chàng rất dễ thương, đáng yêu, đó chính là Hoàng Khang, Hoa Kha. Sawasdee khap. Không bị lèo mà lợi. Đầu bếp Hoàng Kha sẽ đem đến những món ăn đặc sắc của đất nước Thái Lan. Nhưng điều này có dễ dàng đối với ca sĩ Quốc Đại và ca sĩ Thanh Lan hay không? Nó như thế nào? Dao lớn. Vậy được rồi. Dao lớn. Và kết quả có được như mong muốn. Đấu trường ẩm thực được phát sóng vào lúc 19:15 tối Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2021 trên kênh VTV9.